rất là vắng, chỗ nào cũng nắng vắng quá. Chỗ này rất là đông. Thế cái ngày lễ này đó, ngày lễ Grand Central Station này không có nhiều. Đây là và đây là cái main lobby của Grand Central. Grand Central đấy các bạn. Rất là vắng nha các bạn. Chiều thứ bảy dành tới Christmas mà chỉ có bao nhiêu người để thôi. Năm nay thời thảm
khẩu trang nè. Ở chỗ này nè, treo đèn đồ đẹp quá. That's pretty cool. Đây là cây Noel. Đây là cây Noel của Rockefeller Center New York à các bạn. À, đây là cái tiệm Versace. Tommy, don't leave it. Versace, New York City. Đây. Mình đến đây tham quan chút xíu nha các bạn. Đây là Trump Tower. Cái nhà của cái chỗ mà của Tổng thống Trump ở trước khi mà ông là thành tổng thống đó. Bây giờ ông không ở đây nữa. Nhưng mà đây là cái building của ông đây nha. Giờ các bạn có thấy chỗ này á là nguyên cái con đường này cảnh sát đóng lại hết không cho đi. Đây là xe an ninh đậu quá chừng luôn.
Đây, đây nhà ông đây, nhà của Tổng thống Trump. Và đây, đây là cái con đường mà vô nhà của Tổng thống Trump. Đấy, cái building màu đen là building của ông đấy. Đó. Cảnh sát đã chặn lại, không có cho xe ra vào ở đây nữa. Giờ mình vòng qua phía này thì hy vọng là mình sẽ đi ngang qua nhà của ông Tổng thống Trump. Yes. No. Okay. Ở đây là không cho vô rồi. An ninh ở đây không có cho vô đường đó. Không có cho mình đi ngang cái cửa chính của cái building của ông Trump. Ok, vậy thì mình đi vòng trở lại thôi. Đây là cái cửa chính vô nhà ông đó nha. Trong gia đình không biết có ai còn ở đây không, có thể là con cái ông còn ở đây. À, cái này mới mắc cười nè nha các bạn, coi nha, có một người giả là ông Trump đứng ở đây. Yeah, that looks like him. You're just adorable. Hi, Mr. President. How are you? Yeah. All right, good. Thank you. Đây là cái cũng là một góc của Trump Tower, nhưng mà chỗ này là cái business, mình business của ổng, để mà ổng để cho những người business ở đây mướn làm văn phòng. Thành ra cái vấn đề an ninh đó thì không bằng bên kia là cái lối đi vào của ổng. funny. Ok, bây giờ mình tiến thẳng tới Central Park nha các bạn. Ok, let's go. Oops, sorry. Tiệm Louis Vuitton, New York City. À, năm nay ở đây không có đông lắm, tại vì cái mùa COVID nè. Ai, tức nhiều quá. Năm nay ở chỗ này trang trí đẹp quá. Để không mỗi năm
và nhờ có tuyết thật cho nên càng đẹp hơn nữa. Chỗ này năm nay làm rất là đẹp. Đây mình tới Central Park rồi nha các bạn. Central Park về ban đêm. Đây là những chiếc xe ngựa và mình mua vé, họ sẽ chở mình đi vòng quanh cái park. Đây là những du khách thường hay đến đây để mướn những chiếc xe ngựa này để đi vòng quanh park. Nhưng mà hôm nay, năm nay chắc có lẽ là hơi yếu tại vì mùa Covid, với lại những cái cặp tình nhân hay là những cặp vợ chồng đi mướn chiếc xe ngựa như vậy chở vòng quanh Central Park thì rất là tình tứ, rất là romantic. Đây là cái bảng, đây là cái bảng giá đây, 20 phút 57 đồng. Hello sir, 45 phút là 126, 1 tiếng là 149 đồng. Hello. Hey. Hi. How's the business, sir? Slow. Slow, yeah. Can't say COVID, right? Yeah, no business, slow. Too bad. Yeah. Too bad for you. Yeah. It'll be a while, right? Yeah. Yeah. And yeah, it's hurting everybody. Yeah, for everybody, yeah? Yeah. Yeah. So, all right, take care, good luck. Hope you have a lot of business. Hope, yeah. Yeah. Thank you. Hi, ma'am. Hi. Slow? Yeah. Yeah. How long have you been slow like this? Since March. Gee, wow. This year would be the busiest year, right? We got the Christmas and all that. Yeah. People come. Very slow. Not people here. Yeah. So only local people. Oh, only local. So you lost like more than half of your business or more? I think a lot, yeah. Because all the hotels closed, restaurant closed, Broadway show closed. Oh. Everything is locked down. Yeah. I'm walking from Rockefeller Center. Mm-hmm. That's a lot less people are there too. Yeah. Usually like less. So crowded this time. Yeah. Not people at all. Oh man. Especially during the week.
On the weekends, at least some people in the park, but during the week, it's empty. The city is empty. Really? Yeah. A lot of people, I heard, that move out of the city too, right? Is that right? Mm-hmm. See. Where you live, New York? No, I live in Connecticut. Oh, really? Mm-hmm. Yeah, I want to come here to see, you know, what's the New York like, mm-hmm. you know, during the pandemic. Very different, yeah. Very different. Mm-hmm. Wow, too bad. Feel bad for you. You see, they put the fence around the tree. Nobody can get to the tree. Rockefeller. Yeah. But not like a couple years. Yeah. We've been here a couple of years back, and about this time we can, you know, stand shoulder to shoulder. Mm-hmm. Yeah, it's just not today. Not today. Not so, happy days. Yeah, I hope it's over with soon. Me too. Soon. Oh, nice to talk to you. Thank All you right. very much. Have a good evening. You too. Bye bye. Các bạn theo. Rất là thê thảm. Rất là thê thảm. Những người dân ở đây, người ta cũng làm để kiếm tiền. Mà năm nay là chắc là xong rồi. Đây là trong cái Central Park nha các bạn. Buổi tối bây giờ mình tìm đường đi tới chỗ mà cái ice skating rink để làm cho những trẻ em đến để trượt băng đó. Như gần tới mình có nghe tiếng nhạc ở phía trước đó. Đây là cái ice skating rink, xe chạy để làm láng để cho người trẻ em đến đây để trượt băng đó nha các bạn. Họ đang làm láng cho lại. Do you know the ring open tonight? Sorry? You know the ring open tonight? I have no idea. Though. Okay, thank you. Yeah, I just left. And anyone? Well, congrats on the fund of $0.20. Dưới này chứ, người ta chờ, không biết có mua vé được hay không, để chút xíu này xuống thử coi, tìm hiểu thử coi. Ok, đi xuống đó. Wow, đây là cái line này. Đây là cái line người ta, cái hàng ta đứng xếp hàng để mà đi vô đây. Quá dài luôn. Quá dài luôn. Rồi xuống đi. Tìm hiểu coi. Cái giá là người lớn là 12 đồng. Em là 6 đồng. Gotta go in here and film it. Hello.
I'm sorry. No, you're not. I'm making a joke. Can I ask you something about this? What? Can I ask you something about this? Yeah, like, no, I'm filming. What song? I'm filming. Yeah. Do you mind? No, not at all. Do you, I don't care. Do you wait long time? Yes. Yeah? Like, probably we've been here since 3. You kidding? No. Really? 3:30. 3:30? Yes. And how long can you stay in there skating? I think as long as you want, but I think we're going like 30 minutes, an hour. Yeah. You pay like $12, right? We're paying 30, not, we're paying 30. 30? Yeah. Holy cow. Right? $18, $10. Oh, I see. I see. New York? You live here? Yeah. Yeah? I do. I know. Yeah, me either. I'm from Connecticut. Me too! Yeah? Where are you from? Newington. Wait, Newtown? Newington. 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 Where's that near? Berlin. Do you know where Danbury is? Yeah, I know Danbury. I'm literally in Danbury. Yeah, I come here to see what the city like during the pandemic. Good. You know, it's very quiet. Honestly, if I'm going to be real, I'm surprised it's this popping. Me too. Right? Me too, you yeah. Seen, like, it's not many people. And shit, when I read online, the Christmas tree, you know, yes. Where they had the Christmas tree, I thought it was closed. Wait, are there people there? There are people there. Oh, shit. But, you know, they let people go up to the fence. If you want to watch not the show, all the way there, they have the fence. And I'm very surprised a lot of people do that. Yeah, me too. Me too, but it is good, you know. It's a holiday. Come on, you have to let people go around, you know. Can't stay home all the time, right? Yeah. Yeah. So, not a chat with you. Thank you very much. It's good to meet you. Yeah. Bye bye. I'm gonna walk around. I'm not staying live for skating. Can I walk around? Just filming? Yeah, thank you very much. So, ông này ông cho mình đến đây để coi chỗ này nè. That's a skating ring right there. See? And mình có thể đi vô trong này. Let's go inside. Let's go inside. Myself, I, you know, I just, my camera, I just walk around and then I just go out. Oh, okay. Oh, but I'm not skating. Oh, okay, sure. I'm sorry, sure. So, phải mua vé. Không có mua vé thì nó không có chơi vô. Yeah, nhưng mà, okay. I don't have a ticket, they don't let me go. Can I go up to there and come back? Alright, this is a nice swing. Very nice swing. Alright, thank you. Yeah. So, bây giờ mình đi chở ra. Cái lai, quá chừng cái lai. Quá chừng cái lai luôn. Đến này kiếm ai? Chào chị nhớ đây. Hello, hi, how are you? How are you?
I just came in and then, you know, that's cool. just want my camera. That's you don't mind? Sure. How long are you wait online? How long you been waiting online? 45 minutes? Yeah. Oh, wow. But it's gotten longer since we got here. I saw. I'm going to go through the end of the line. I don't know how long that is. All right. Well, good luck. Looks like a very long. Yeah. Good luck. So, all right. Are you live in the city? Yeah. Yeah? Yeah, Brooklyn. Yeah. So, you come here every year? It's her birthday. It's my birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday. Yeah. All right. Yeah. I'm sorry? What's your channel called? It's called Home. Win. Okay. All right. You will find me. Yeah, I don't know, but, you know, hopefully. Hopefully. Okay. All right. Good luck. Happy birthday. All right. Get going. Hello. I'm filming. You mind? Yes. YouTube. Yeah, there you go. Okay. Yeah. Watching the eye guy. Oh, don't get yelling. Okay. All right. That's enough. Ok, bắt đầu đó nha. Everyone bắt đầu cho ra rồi đó. It will be the last one. Not even moving.